cho phép sử dụng chứ cho Dạ không ạ, tại vì em mới học ấy ạ. phép. À, em có OTV không? Mấy em có OTV không? Dạ. Mấy em có OTV không? Dạ không. À, khó vậy. Sao giải thích được cái khúc đó giờ ta? Nghĩa là em muốn đổi cái chữ sao với cái mèo khác đúng không? Thì Vâng. bắt buộc em bỏ những cái chữ sao đó vô một cái thể. Đấy, à, em coi tên 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 khung chat có thằng owner nó chỉ em mà em bỏ vô thẻ B rồi, mấy cái anh sẽ cái thẻ B đó của em bằng đâu là được. Cái kiểu vậy đó. Hiểu không? Hiểu hay hay à, Vâng, ông làm em cái hiểu rồi ạ. Dạ vâng, em cảm đó. À, tưởng hiểu là demo cho chứ. ơn. Em Mọi cảm người ơn. vô số nha, mới 20 mà vô hết rồi. Anh Dũng hay quá à, bữa nào chị em học với. Chọn đầu mày giờ. Thì thường mọi người sẽ tạo một cái file edit tốt cho cái môn học của mình. Tạo một file mới như là môn mình học môn xây dựng trang web thì tạo xây trang web. Thì những cái bài tập hay những cái bài dữ liệu gì mình lưu trong này sau này mình có tìm lại hay là mình đọc bài thì nó sẽ dễ hơn. Vào xây dựng trang web này, mình tạo cho cái lab đầu tiên là lab 1 này. Mà hiện tại lớp 1 với lớp 2 mình hướng dẫn mọi người làm rồi thì mình tạo luôn một file ở lớp 3 nhé, mình làm ở lớp 3 nhé. Lớp 3. Đấy. Cái cách mọi người mở thành lớp mà không cần phải vào Visual Code mở open thì mọi người kéo thành cái lớp này vào Visual Code luôn nhé. Rồi là tự động nó mở cái lớp 3 cho mình luôn này. Bắt đầu mình tạo một cái file mới, mình đặt tên là bài 1.html. Rồi, cách mà tạo cái khung sườn cơ bản nhanh nhất thì Alo, mình alo, 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 alo. Dũng ơi. alo hả? Xe cái màn hình cái bên mét 2 đi. Cái mét 2 nó không nhìn thấy. Mét hai không nhìn thấy hả? Ok. Rồi ok mình tiếp tục nha. Cái này thực ra. Rồi cái cách mà mình tạo cái khung sườn cho HTML cơ bản nhanh nhất thì mình sẽ dùng sử dụng phím tắt là shift lại số 1 area dấu chấm thang này mình enter luôn thì nó sẽ ra cái khung sườn sẵn cho mình. Thì những gì mình chỉ cần code trong cái body là được. Ok. Rồi, mình mở cái lab 3 lên. Lớp B là mình tới học, tức đầu mình học giới thiệu về CSS với lại làm cái bài thơ như này. Kiếm lại cái bài thơ. Rồi, mình bắt đầu làm lớp 3 luôn nhé. Nhìn thẳng vào bài thơ thì mình nhìn vào thì cái đề bài sẽ gồm có một cái tiêu đề để gồm những thẻ H1 đến H6 thì mình sẽ dùng. Tiếp theo là bê đoạn văn bản. Làm từ trên xuống dưới thì mình làm cái tiêu đề trước. Mình dùng thẻ H3 tại vì đây nó không to lắm. Là sao? Theo tới bê đoạn văn bản thì mình bỏ trong thẻ B nhé. Ai nói gì ta? Rồi tới khổ thứ hai. Mình dùng Open with Live Server để kiếm tên này. Đây, hiện tại là đoạn thơ mình chưa được xướng dòng thì mình dùng cái thẻ BR nhé. Thẻ BR trong Visual Code dùng hỗ trợ để cho mình ngắt dòng xuống hàng mới.
Đây, cơ bản là xong cái đoạn thơ rồi. Thì bắt đầu là tới CSS. Thường CSS sẽ có ba cách. Một là mình CSS trực tiếp vào trong cái thẻ đó bằng cái cách là gõ là câu lệnh style cộng với những cái gì mà cần CSS vào. Cách thứ hai là mình dùng một cái thẻ CSS ở dưới thẻ head về trên body. Còn những gì mình cần CSS mình sẽ CSS trong này. Trong này. Còn cái cách CSS thứ ba mọi người hay dùng là mình tạo thêm một cái file mới tên là style.css. Sau đó mình sẽ link cái file mới này vào vào cái bài của mình bằng cách chọn link 2.css. Mình sẽ mọi người chỉ có tắt ra là được nhé, rồi enter, rồi kiểm kiểm tra thử cái link cái style này có đúng hay chưa thì mình nhấn control D vào cái tên của ấy, nhấn vào nó nhảy vào file style để mình check lại biết là nó đã đúng rồi. Tiếp theo nhé, Dũng sẽ dùng cái mọi người hay dùng nhất là cái dùng cái thẻ style này nhé. Đó, hai cách này đi. Đấy. Để phân biệt được đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 thì mình dùng thêm một thẻ mới là thẻ ID hoặc là class. ID thì mình đặt tên cho ID thì trong một web thì ID nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần thôi, còn class thì một thẻ mình dùng cho nhiều thẻ được. Còn class hay ID thì tùy mọi người sử dụng, các dụng nó cũng gần như nhau đấy. Một. Đây. Đây. Xin cái đời nè. Alo, nhưng... alo. Đây. Dũng ơi, lúc em like em có thể chuyển qua cái chế độ like lifestyle không Dũng? Lifestyle là sao cô? Xong lan luôn. Cái màn hình của em nó bị đen á, cho nên nó rất là khó nhìn. Vô setting chỉnh lại. Tại vì cái thêm em nó màu đen hả? Em chuyển cái thêm khác nhỉ? Đúng rồi. Thêm thôi cài thêm cái này luôn. Rồi có cái thêm nào đẹp đẹp mới mới không? Ồ, là xài cái mặc định đi, cài thêm làm gì? À, dạ, ok. Cái này. Rồi. Rồi. Rõ hơn chưa cô? Rồi, sáng quắc luôn. Sáng quắc luôn. Ok. Rõ rồi. Nhìn nó có bị cười cười em bóp sao đấy. Sáng quá nhìn không quen hả? Nhìn lạ quá hả? Bất ngờ ra màu hồng hả? Nó nghĩ bị bê đê hết hồng nội rồi. Ủa thấy gì không? Mọi người cũng xem màn hình chưa? Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Như này ok rồi nha. Rồi mình đã cách mình đã gọi tên cái đoạn văn này ra để mình CSS. À, tìm vào nó rồi. Cách để mình gọi cái tên này ra để mình CSS thì có theo ID là mình sẽ dùng tên cộng kèm với lại dấu thanh ở trước tên. Nó sẽ là như thế này. Một. Rồi tất cả những gì mình CSS trong này nó sẽ ăn theo HTML nhé. Để CSS nhanh nhất là color. Mình đổi qua cái màu như này đi. Mình thấy luôn để đổi màu rồi này. Mình đổi màu theo cái đầu bài nha. Màu đỏ. Rồi cái màu red. Rồi tới cái đoạn 2 là nó màu xanh dương thì mình tiếp tục mình sẽ test cho cái đoạn 2. Rồi nó là blue. Mọi người có thể dùng màu hoặc là cái mẻ màu mọi người thích nhé. Mọi người có thể lên color hood để mọi người lấy màu như này. Nếu mà dùng mẻ màu thì ví dụ mình copy cái mẻ màu này thì mình chỉ cần bỏ dấu thanh và bỏ thêm cái mẻ màu đó vào thì nó sẽ ăn này. Đây, mình đã quay màu tím tím cam cam này. Đó, cái màu khác cho dễ nhìn này. Màu hồng đây. Đấy.
hay là cách mọi người nó dùng máy màu nhé, hoặc là mình gọi cái tên cái màu đó này cũng được. Tiếp tục lại cái đoạn 3. Đoạn 3 là màu xanh lá cây. Xanh lá cây này đây. Là chút giao thanh là được. Nó đi một xanh lá cây này. Các bị nhanh quá không cô? Cái bên livestream lúc có lúc không à? Livestream lúc có lúc không à? Ừ. Ai ai ghim dùng cái limit này, limit 2 này của bên livestream đi, ai vô thì vô bên limit 2 này. À thấy thấy nhanh quá không? Nhanh quá cho phím 1 mà. Bình thường cho phím 2. Nhanh quá hả? Tại vì cái bài này là trên lớp các bạn chưa có được học á, vì vậy cho nên em dạy nhiều khi nó bị nhanh. Nhanh quá. Để em kiếm cái bình oxy anh Dũng rồi. À, không kịp hả trời. Tại vì mình không phải thầy chuyên nghiệp nên mình nói hơi bị liếm. Nãy giờ ngồi rung muốn chết rồi. Chậm lại xíu anh Dũng ơi, em ra đảo rồi. À, như từ tạm cái đoạn thơ về đặt tên ID này thì ok hết chưa? Hay còn phải nói lại không? Cái mà CSS đó mình có cần phải về không Dũng? Cần phải gì anh? Phải về ấy, hay là nó có sẵn trong Vision vậy? Là sao không hiểu đó. Cái file style CSS đó hả? Là mình tự tạo. Tự tạo. Còn cái CSS là nó có sẵn. Cái chữ style đó thì tùy theo mình đặt tên, ví dụ mình thích đặt tên là tao làm mèo chấm CSS cũng được thì mình, nhưng mà thường mọi người hay dùng cái chữ style này cho nó ngắn gọn này, nhưng phải đuôi phải chấm CSS thì mới được nha. Ai có câu hỏi mà không tiện mở mic thì chat lên Quang giúp mình đọc câu hỏi nha. Cho em coi cái phần đầu cái đường link đó anh, em chưa theo kịp. Ok, mình sẽ làm lại nhé. Mọi người gõ link 2.css thì Visual Code nó sẽ tự động gợi ý cho mình cái link CSS sẵn luôn. Thì enter luôn là mình được. Sau này mình cũng ví dụ như mình đặt cái tên khác thì mình chỉ cần xóa cái này đi, mình đặt lại cái tên cho nó là được. Ví dụ như là mọi người đặt tên CSS là tao thích màu mè, hãy chấm CSS cũng được, để tùy mọi người. Người đặt lại mặc định là star.css thì cũng được. Cú pháp để lên 2.css nhé. Đừng có bị sai này. Lại nó ra mọi người nhé. Enter là được. Hoặc là mọi người dùng cái cách này thì thấy khó thì có thể làm một cái thẻ style ở dưới head này, trên body mọi người có CSS đây này. Cái những cái này ấy, dùng CSS bên này thì cũng được thôi, mình dùng ở cái link này đi, không dùng cái link này nữa này. Đấy, thì những cái style bên này nó vẫn ăn ở trên trang web nhé. Thì có hai cách CSS người ta thường dùng như vậy. Sao không dùng class anh? Cái đó thì tùy mọi người thích dùng class hay ID gì cũng được. Có nghĩa là ví dụ như cái khác nhau của ID với class là như này. Ví dụ như Dũng đặt cái đoạn này là đoạn 1 rồi, mình Dũng này cả ID thì ở dưới này mặc định là Dũng không được đặt thêm một lần cái tên này lại được nữa. Nhưng class thì được, ví dụ như class thì cái này tên đoạn 1 ở dưới vẫn dùng đoạn 1 được. Còn cái ID chỉ là duy nhất thôi. Thì tùy mọi người sử dụng thôi, ID hay class cũng được. Bạn ơi sao bạn cài setting màn hình của Discord màu trắng được hay vậy? Cái này dùng setting vào color theme nhé, dùng line của Visual Code này, hoặc là có một số theme của một số người tạo mới thì bạn ơi vào cái extension này bạn tìm nhé. Có nhiều theme mọi người làm cũng đẹp lắm, như theme này nó ra nhiều màu này, hoặc là theme này đấy, theme này ra màu xanh lá cây với xanh dương này, thì mọi người chú ý vào extension này nhé. Còn mà đã hiện mấy cái icon như HTML CSS như này thì mọi người cài cái này. Học ngu tiếng Anh quá hơi ngại đọc, mọi người nhìn nhé. Hỏi luôn nè. À, hỏi.
Tạo tạo lại tập CSS, ok. Bây giờ chúng xóa cái CSS này đi nhé. Ok. Mọi người cũng tạo một cái file mới y chang như tạo file HTML thôi. Này, mọi người đặt cái tên cho nó này. Style.css đuôi.css nó sẽ là định dạng file đó là file gì nhé. Ví dụ .html thì cái thể đó là cái file đó là file HTML mà .css nó sẽ là của CSS. Mọi người enter lại được. Thì hiện tại nó sẽ có một file trống như thế này. Bắt đầu mọi người link thôi. Đúng rồi. Ví dụ như sau này mọi người học một cái nữa là JS, JavaScript đấy thì đuôi của nó là .js. Như vậy, sau này học nhiều thì có nhiều cái file khác nhau nữa. Nên mình chỉ học hai cái file là CSS và HTML thôi. Thì tạo một cái file CSS sẽ trống như này. Bắt đầu mình sẽ liên kết hai cái file này lại với nhau bằng cách dưới cái thể hết dưới cái thể title mình bấm lên 2.css hiện như màn hình này. Visual Code ông sẽ gửi cho mình luôn, mình enter lại được. Đó, kiểm tra được cái link CSS này có ăn hay chưa thì bạn bấm Ctrl đè vào cái tên file này. Đấy là nó nhảy về file mới này, được rồi. Nhá. Yeah. Ok chưa? Thì gửi Zalo vào video, không có đuôi là không định dạng được anh, đúng rồi. Ok, đây em lên CSS nhá. Mày ở mắt ra ngoài định dạng lại từng đọt ha. Ok, làm lại luôn nhá. Sau khi mình đặt tên đoạn bằng ID này thì bắt đầu mình gọi cái đoạn đó ra để mình CSS. Nếu mà class thì mình sẽ là dùng dấu chấm cộng với tên class. Nếu mà ID thì mình dùng dấu khăn cộng với tên của ID. Cái này tôi mới lại. Thì hiện tại ở bên này mình đang dùng là ID, nên bên này mình sẽ quyền dấu thanh trong cái ID đó là cái đoạn 1. Đấy là cái đoạn 1 như này. Mọi người mới ngạch nhọn và đấm ngạch nhọn. Rồi những cái gì mà trong cái phần ngạch nhọn này sẽ là select cho cái đoạn 1 này. Thì nhìn trên đề thì người ta có thấy mình là đổi thành chữ màu đỏ thì mình có thể thuộc tính là color. Color mình đổi màu đỏ hơn dùng red. Bây giờ mình kiểm tra lại đấy, nó để đổi màu đỏ rồi này. Ok chưa? Tiền mà ok gì mà tiền. Nào kỳ nên mà còn ok. Em có thể chia cái giao diện màn hình của em ra làm đôi giống như bình thường của demo với mấy bạn đó Dũng. Thì mấy bạn sẽ đỡ chuyển qua chuyển lại thì nó đỡ rối hơn hả? Ừ đó, đúng là đặt chính xác. Đây. Bắt đầu nhá, theo đờ là tiếp tục từ từ làm sao thấy ra cái đờ hơn nhỉ. Rồi. Tiếp tục cái đoạn ở đoạn thứ hai nó sẽ CSS màu xanh dương, mình cứ làm từ từ nhé. Những cái chữ sao in đậm hay là chữ in nghiêng này tí mình nói từ từ tới nhé. Tiếp tục đoạn 2 cũng làm y chang ở đoạn 1. Nếu mà tên ID thì vẫn là dấu thanh cộng với cái tên là đoạn 2. Mình dùng color đổi màu blue để ra màu xanh dương. Đây nó để ra màu xanh dương. Đấy, tiếp tục cho cái đoạn thứ 3 cũng tiếp tục dùng thanh là đoạn. Và thì tên này thì tùy mọi người đặt nhé. Mọi người thích đặt đoạn E, đoạn B, đoạn C thì tùy mọi người. Có cái color là green này. Green là màu xanh lá cây nè. Học dốt dốt tiếng Anh cũng biết cái từ đó chứ. Thế này thì ok hơn chưa? Chậm đi nữa hả? Ok rồi anh. Lá mèo mèo ở đâu thế anh? Cái link này anh sẽ ghim cho mọi người ấy, dùng cái color hood này. Tên này nó sẽ phối màu cho em. Thì em lên này em thấy cái mèo là đẹp thì em lấy thôi. Đấy, tên này nó phối hết cho em rồi này. Lấy kiểu gì ạ? Thì anh gửi cái đường link này vào trong Zalo ấy. Ok, thế anh ghim cái này nhé. Thì ví dụ như em muốn lấy cái mèo này đúng không? Em chỉ cần click vô này. Đó, thấy chữ để copy không? Đây nè. Em click vô là nó lấy luôn nè. Đây ví dụ như đoạn bay anh muốn cho cái màu cam của nó đúng không, anh người color. Rồi cái mẻ màu như này, trước cái mẻ màu em đỡ cho anh dấu thanh vào nhé. Dấu thanh nghĩa đã hiển thị cái màu này. Đấy là nó hiện cái màu cam rồi này. Còn cái này mình kiểm tra. Cái này đổi màu cam rồi này.
Đấy, mình thích màu gì mình lấy như màu hồng đất kiểu vậy. Đấy, đỏ quen màu này, nó quen màu hồng cho mình này. Đây. Đây, mình gửi cái link này cho hai cái biết mọi người tự lưu lại nhé. Cái này có Vinh gửi rồi chị. Ý anh chỉ bôi đen chữ bên CS luôn được không anh? Ok, tiếp đi. Tiếp nha. Tiếp tục là làm sao cho nó nghiêng hết toàn bộ như thế này. Bây giờ mình nhìn lại code này, mình thấy có một điểm chung của B đoạn code này đều tất cả đều nằm trong thể B, đúng không? Thì sau này mình chỉ cần chia hết cho một thể B thì kéo B cái đoạn về cái đoạn thơ này nó đều ăn theo một lần luôn. Thì chỉ cần quay bên này mình shift S cho cái thẻ B. Nhưng mà những cái thẻ thì mình không cần phải nếu mà dùng ID thì mình dùng dấu thanh, còn class mình dùng dấu chấm, còn cái thẻ thì mình gọi thẳng tên luôn nha, không cần phải thêm gì nhé. Cái thẻ B này mình dùng in nguyên hả? In nguyên cái gì qua nó ra. Phòng in nguyên hả? Rồi, này lại đây in nguyên theo này. Mình dùng font style nhé. Đấy, hoặc là mọi người không muốn làm kiểu này thì mọi người thử copy cái sơn ra mình bỏ từng đoạn cũng được. Ví dụ đoạn 1 muốn in nguyên thì bỏ đoạn 1 in nguyên này. Đoạn 2 muốn in nguyên thì bỏ cái đoạn 2 in nguyên này. Đoạn B muốn in nguyên thì bỏ cái đoạn B in nguyên này. Có một cách thì mình tìm cái điểm chung đó mình chia đét một lần luôn thì lấy ăn hết một lần luôn, không cần bỏ từng cái. Như này thì ok chưa? Các bạn nhanh quá nữa không này? Mình nói lại số này. Thì ví dụ như cái mấy cái ID hay class thì mọi người thử search Google thử giải thích rõ hơn ấy, tại vì mình cũng không phải là thầy, cũng chưa chuẩn bị trước nên mình nói cái gì mình hiểu thôi. Từ bên kia mình dùng thẻ em có được không ạ? Dùng thẻ em thì vẫn được, nhưng mà mình học CSS rồi nên mình tất cả cái gì mình chỉnh nên mình đỡ, mình chỉnh bên CSS thì nó chuyên nghiệp hơn. Với lại mình dùng CSS cho nó quen nhé, dùng thẻ em thì vẫn được. Ok, tới khúc này hiểu hết chưa nhỉ? Có cần phải nói lại chỗ nào không nhỉ? Anh đang kỳ mấy? Anh đang kỳ 5. Đăng ký năm của thiết kế website. Mình ok tiếp tục nhé. Ai tiếp tục phía một đây? Ai bị chậm lại tí thì dũng dặn lại nè. Anh đi thực tập tặng tiên nào chưa hả? Chưa. Anh đang bám chè mẹ. Tiếp tục nha. Tốc độ phải nên, tại vì anh là người miền Trung ấy. Nói về lại hơi ngại, nói về lại bị run ấy, nó hơi nhanh. Nãy giờ tao là thầy rồi, tụi bay chết cho tao hết rồi, có ở đâu. Nha. Anh vậy nên mới không nên cứ tiếp tục chạy đi. Ok, mình nhìn lại cái lát nha. Đọc này xây dựng bài thơ như sau. Cách dần trong BR in đậm chữ sao là dùng thể strong đúng không? Đều cái chữ sao trên này dùng thể strong này. Strong the. Đấy mình bỏ chữ sao vào. Mình sẽ bảo bỏ mở thể thì nhớ đóng thể nha. Rồi dùng một chữ strong này mình sẽ đi copy mình bỏ cho những cái thể còn lại. Đây anh chỉ cho mọi người một mẹo đó, thi một lần toàn bộ các chữ sao trên trên máy của mình luôn. Nếu mà mọi người qua đen một chữ sao đầu tiên rồi đúng không? Mọi người nhấn phím Ctrl D một lần, nó sẽ ăn cái chữ sao thứ hai, Ctrl D một lần nữa ăn sao thứ ba này, một lần nữa ăn sao thứ tư này. Em mọi người chỉ cần Ctrl V cái chữ strong sao hồi nãy là được, là nó sẽ thay thế toàn bộ chữ sao luôn. Ok chưa? Cái này mẹo hay này nha. Thấy không? Anh làm lại được không ạ? Ok, anh sẽ làm lại nha. Mình viết lại này đây. Bắt đầu mình lấy một cái thay thế trước thì mình sẽ sao chép cái strong này trước đúng không? Mình bỏ chữ sao vào, mình sao chép nó trước này, rồi mình xóa đi này.
đầu mình muốn thay cho tất cả chữ sao này, mình bo đen chữ sao đầu tiên đúng không? Rồi mình đè nút Ctrl cái phím D này. Đấy, một lần này sẽ ăn cái đầu tiên này. Để còn D lần thứ ba thứ tư thì anh hết này. Rồi mình nhìn chúng ta này nó không còn chữ sao nào nữa hết này. Bắt đầu hiện tại nó đã bo đen hết tất cả chữ sao này, mình Ctrl V cái Ctrl hồi nãy ra. Đấy. Thấy chưa? 10 điểm chưa? Thầy cô nào mà dạy? Cô xin làm gì cái dạy đúng không? Ctrl D trước rồi Ctrl C nha Phương ơi. Ctrl D cho nó bôi đen cái chữ trùng nó rồi còn Ctrl V cho nó bắt cái chữ đó ra nha. 11 điểm luôn hả? Rồi đấy, cái đó thầy cô nói chị đâu. Tụi bay hình có tao đó. Đấy này, mấy gì sau này nó được bôi đậm hơn rồi này. Ok chưa? Cô cười tươi quá. Hôm nay cần delete anh ơi à. Tiếng này đuối này ra nha. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục cái đờ nha. Giờ nó vào form hơn rồi đấy. À, tắt cái chữ sao này đổi qua màu đè đè nhỉ. Thì mọi người nhìn cái điểm chung này, tất cả thể sao này nó đang nằm trong thể strong đúng không? Thì mình chỉ cần mình select cho thể strong này thì những cái chữ sao này nó sẽ cũng select dựa theo, chứ mình không cần phải đi đổi từng thể nhé. Như bên này mình gọi thể strong đây này, tại vì nó không phải là class 2D gì, mình thì mình gọi thẳng tên nó ra thôi. Rồi dùng color này, đấy, brown hay màu gì đó thì tùy mọi người nhé. Đây sẽ qua kiểm tra lại. Đó nó để tất cả chữ sao chung vào một màu hết thôi này. Đây cách làm nhanh cho mọi người nha. Còn thầy cô có hỏi sao dùng cái đó, nó anh Dũng chỉ nha. Còn ai ngày học lớp cô Sưng thì mai cô có kiểm tra bài nói anh Dũng chỉ cái đó thì cô Sưng hỏi anh Dũng nha. Anh nghe, anh nghe, nói đi, nói đi. Dấu chấm là dùng cho tên cơ, cho class, còn thanh này dùng cho ID. Ví dụ như anh đổi cái đoạn một này qua class đi. Để tiếng mình dùng cho mọi người. Đấy, mình dùng cái class đi thì bên này thì dấu thanh này nó sẽ không ăn này. Đấy này nó không hiểu đâu, tại vì đâu có cái ID nào ở là cái đoạn một đâu, mình đổi cái này qua dấu chấm này. Đấy, bây giờ bên này nó ăn này. Ok chưa? Rồi đâu hỏi đi đâu. Hỏi khó. Chọn màu tùy ý hả? Thì em bấm vào này em chọn tạm một màu đúng không này, thích nó hiện ra giùm em cái bảng màu này. Đấy rồi, em kéo này ấy mà thích màu nào thì mình kéo trong này. Ok chưa? Color thôi này. Cái này nó tự ấy chứ anh đâu có làm gì đâu. Cái này của VS Code nó tự hiện mà. Hoặc nếu mà nó không hiện á, em cũng chưa biết chọn màu nào thì em lên cái color hood này anh chọn hồi nãy này. Em chọn thì người ta cho cái đờ màu xanh lá cây thì em ra này em kích cái màu nào từ từ em bỏ vô, ai mà khó quá thì sẽ đi chọn từng màu nè. Còn người ta có cung cấp sẵn trong đầu thì mình lấy sẵn mấy màu đó luôn, còn không có thì đi tìm màu từ từ. Khó quá thôi nghĩ không làm nữa. Cái anh có dán cái link rồi đó. Đây cô Sơn có gửi cho mọi người này. Còn mấy cái tôi thể thì mọi người gọi trực tiếp ra luôn nha, không cần phải chấm hay xẹt hay phẩy hay mất ngọn mất nhéo cũng được, gọi thẳng luôn. Ok nhé, là thế là xong bài một nha, cách làm nhanh cho mọi người đó. Làm tới đâu thì có cái mẹo nào hay thì dùng chỉ tới đó nha. Rồi tiếp tục tới bài 2, tạo cái file tên là bài 2 chấm html. Này cũng shift một ra dấu chấm than mình enter luôn nha. Và tắt cái này để cho dễ nhìn. Hãy tạo một trang trước nội dung sâu. Đây, mọi người nhìn mọi người cái chữ này nó bị to, nó in đậm hơn mấy cái dòng này thì mọi người biết cái này là thể H3 rồi. Cái này tiêu đề thì tùy mọi người sử dụng từ H1 đến H6 tùy khoảng cách kích cỡ to nhỏ nhé. Ok, làm từ tên xuống thì mình dùng làm H3 trước này. H3. Rồi mình bỏ cái đoạn đó vào này chính giữa này.
Rồi, kiểm tra luôn. Đây, anh hứa mãi mãi yêu em. Bắt đầu lao. Ok, tiếp tục là từng đoạn thì mình cũng dùng tiếp y chang cái thẻ B hồi nãy nhé. Thẻ B dùng chứa đoạn văn này. Có một số bạn tự nhiên dùng thẻ IMG này tiện đọc cái thẻ B thì mình không hiểu tại sao phải đọc nha. Tại vì thẻ B này chỉ dùng cho đoạn văn bản thôi. Còn nếu mà mọi người muốn đọc nhiều cái IMG thì mọi người dùng cái thẻ DIP nhé. Dùng thẻ DIP này chứ không ai dùng lát cái chữ đọc cái hình nữa. Nghe nó bị vô lý nha. Dùng của cách của bạn nước biển đại dương này cũng được nè. Sở tròn dùng. Ok, tiếp tục tới cái đoạn thơ đầu tiên nha. Bắt đầu mình dùng thế B nè. Có cái này đi, nãy mình chỉ giải thích cho mọi người thôi. Rồi, và cái đợt B đầu tiên. Bốn đoạn hả? Bốn đoạn thì mọi người tự ghi nhau, dùng một đoạn làm cho bốn nha. Cách mới này, chú ý nè. Mọi người muốn sao chép cái này thành bốn đoạn đúng không? Thì mọi người chỉ cần bôi đen cái nó này, mọi người sử dụng nút shift, Ctrl+, mũi tên đi xuống này. Để copy ra một đoạn nữa này. Bốn đoạn thì mình shift Ctrl+ bốn lần, shift Ctrl+ cái mũi tên đi xuống này. Đấy nè, ra bốn đoạn. Còn ai đã thì ngồi gõ nha. Có bữa la này có lưu shift gì anh shift với lại nút Alt ở bên cạnh cái kéo cách đấy, shift bo đen trước rồi shift Alt rồi mũi tên đi xuống nè, nó sẽ sao chép ở xuống ở dưới cho mình, còn shift Alt mũi tên đi lên thì nó sẽ bo đen lên ở trên cho mình. Shift Alt cộng mũi tên nha. Rồi đây là bốn độ này, kiểm tra này. Đây nè. À, cái này anh dùng VS Code đúng không? Cái nút mà bên cái supply gì của em ấy thì em lên Google em kiếm cho anh chịu đó. Nên chuyển qua dùng VS Code luôn nhé. Đây, đấy nó ra bốn đoạn thơ rồi này. Rồi hiện tại nó chưa xuống dòng thì mọi người vẫn dùng như cũ, vẫn dùng cái thẻ BR để mình xuống dòng nhé. Đấy, thẻ BR cho từng cái này. Nha. Ok chưa, đã đẹp bốn đoạn thơ chưa, nhanh chưa? Mấy cái lab này mọi người làm nhanh thì 5-10 phút nhắm mắt là xong. Hà Nội yêu cầu dùng. Ủa cô Hà Nội xuống hả? Thì kể làm sao ra cái web đẹp thôi chứ khó tánh này chứ. Anh ơi dùng phím gì đỡ? Thì em bôi đen cái này lại rồi em cần phân sơ thôi, em muốn bắt ở chỗ nào thì em cần phân về chỗ đó là được. Tôi Hà Nội mà thầy kêu không cái code này, thấy chưa? Ok nha, coi thử yêu cầu cái đời là gì nữa này, tắt cái này đi, đây là rồi. Nội dung các đoạn là nghiêng chữ anh về chữ em trong đoạn thơ được định giải như chữ sau có bài 1 đấy. Dở này. Đoạn của đoạn 1, 2, B thì y chang của riêng đoạn 4 giống của đoạn của bài 1. Thì cũng y chang như bài kia thôi, mình chỉ xin đét rồi cho nó nghiêng thôi. Vẫn tiếp tục đặt tên này thôi, giờ hồi nãy mình dùng AD rồi, giờ mình dùng class nha. Mình class là đoạn 1 này. Qua đen lại cái này lại, mình xuống mình bắt mấy cái kênh năng. Cái này. Bắt nhớ là sâu chữ bơ nhưng mà trước giống ngạch nhọn này nha. Đoạn 2. Đoạn 3. Rồi, đoạn 4. Rồi. Nếu mọi người dùng chung một cái thể style này hoặc là mình muốn thì mình dùng cái ví dụ như style style bài 2 cũng được đấy, chấm chìa đét. Rồi, bắt đầu bài 2 mình cũng link cái CDS mình mới điền vào cũng được. Link
2.css là hồi nãy nó vẫn lại giữ lại cái tên style như cũ này thì mình sửa lại tên thôi. Delay bài 2. Đấy. Rồi qua cái bài 2 mình sẽ test. Đọc yêu cầu là nội dung các đoạn in nghiêng. Thì hồi nãy có một lần Dũng làm cái đó bằng thể B ấy, tại vì mấy cái này đều nằm chung thuộc tính là thể B đó, thì mình chỉ cần CSS cho thể B này thì các đoạn còn lại nó cũng ăn theo thôi. Bỏ thẳng thể B ra, nó nhỏ nhọn. Tuy nhiên thì có phong style italic đây nghiêng hết toàn bộ. Ok chưa? Rồi tiếp tục đọc đề. Chữ anh về chữ em và thơ định dạng như chữ sao. Hồi nãy ái lại dùng lại kiến thức cũ, hồi nãy mình dùng chữ anh và chữ em đúng không? Bắt đầu mọi người cũng thay tiếp này, sẽ strong. Rồi bỏ chữ anh vô trước, mình thay cái anh trước. Rồi copy cái strong này. Bắt đầu đi tìm chữ anh này. Đây chữ anh. Rồi thằng con D nhá. 1 này, 2 3 này, 4 5 này, 6 7 này. Rồi nó V một lần này, một lần 8 phát luôn này. Đây. Đấy nó đây strong anh hết này. Đây về check này. Đây những chữ anh nó bị in hoa lên rồi này. Đó bị in lên rồi này. Rồi tí nữa strong này mình đổi qua cái màu đè đè là được. Nó y chang cái yêu cầu của bài 1. Và tiếp tục tới chữ em. Mình cũng gõ tiếp cái này. Strong. Rồi bỏ chữ em trong này. Rồi đi tìm chữ em này. Em 1 2 3. Em nhiều đấy. Đấy, rồi tới này dừng này, tại vì ở dưới này là hết chữ em rồi này. Rồi mình còn Ctrl V một lần nữa này. Đấy, để nó tắt cái chữ em nó được rõ qua rồi. Đây còn cái chữ nào đều dòng thì mọi người sửa in lên thì tùy mọi người nha. Ai đánh thì ngồi sửa cũng được nha. Ok chưa? Anh ơi, nó lại kèm phím tắt được không? Ok, đó mình sửa lại cái em này như cũ rồi mình nói lại phím tắt nha. Đây. Rồi ví dụ mọi người tạo một cái thẻ tròn trước, rồi mọi người bỏ cái phím cần thay thế vào. Chọn tất cả các từ bôi đen thì có thể dùng Ctrl F2 rồi, cái đó kiến thức mới rồi đó. Tụi bài học đây. Rồi sao tiếp với Ctrl này nha. Rồi, bôi đen cho em này, bắt đầu bấm Ctrl D này. Một phát thì nó sẽ bôi đen cái chữ em tiếp theo này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Đấy. Rồi nó đang bôi đen hết rồi này. Mọi người bấm Ctrl V một lần. Để là bắt lại chữ strong hồi nãy là thay thế lại này. Ok chưa? Đấy, quay con này á, chữ em được bôi đen rồi chứ anh cũng vậy này. Rồi tiếp tục. Mình gọi thẳng cái xe strong đi, mình đổi cái màu cho cái strong là được như y chang bài 1. Mình dùng color đắt như đấy. Đấy. Thôi còn độ 1, còn 2 độ 3 thì CSS y chang như đấy nha, xứng đáng có 10 người yêu anh ơi. Được cái này nó thích nha. Này các anh nghĩa chữ này cứ bỏ đen tắt cái từ thì dùng Ctrl F2 này. Rồi bắt đầu mình gọi tiếp cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 thì mình đổi màu nha. Thì hồi nãy là mình dùng ID là mình dùng dấu thanh rồi. Nên giờ mình dùng class thì mình dùng dấu chấm này, chấm đoạn 1 này. Đấy bây giờ mình đổi cái color này. Đổi qua màu tím hay muốn màu gì đó thì tùy mọi người chọn mấy màu nha. Đổi qua màu tím luôn này. Tôi copy cho cái này đi, bỏ xuống này. Mình thay cái này thành đoạn 2 này. Bây giờ mình đổi màu khác này, blue, red thì tùy mọi người nhé. Đấy, đổi màu xanh rồi này. Đấy, mình bắt tiếp cho đoạn 3. Hai cái thì đoạn 3 với đoạn 4. Đoạn 3, đoạn 4 này. Đấy, cái này mình muốn đổi màu gì mình đổi. Màu hồng đi. Đấy, xong. Xong lớp 2, xong lớp 3 chứ. Hết rồi. Ok chưa? Anh này nó mới rồi. Năm 2 mình đã học kỳ 5 nhé. Ok chưa? Nãy giờ cái này có khó hiểu chỗ nào nữa mình giảng lại này. Cái strong này hả?
Thì em chỉ gọi gọi cái tên thẻ nó ra thôi, em thấy là được. Đây này, những cái store thì nó đang đọc cái chữ em này, chữ anh này. Y chang như cái bài 1 đấy, store nó đang đọc chữ sao này. Đúng rồi. Ví dụ như ở đây anh đang dùng thẻ B này cho phong xa Italy này. Italy này là phong xa nó sẽ này, y nghiêng này. Thì những cái đoạn nào mà nằm trong thẻ B đó thì nó đều, ví dụ như nhà em để năm con chó nào em cũng đặt tên Tèo á, thì mỗi lần em kêu Tèo năm chó nó chạy tới đúng không? Bắt đầu này em mới đặt cho thằng Tèo 1, Tèo 2 này, ví dụ Tèo 1 em muốn cái màu đỏ thì em kêu thằng Tèo 1 tới em tô cho nó màu đỏ. Cái Tèo 2 em không thích màu đỏ nữa, em cho nó màu xanh thì em kêu Tèo 2 đến tô màu xanh. Đấy, cái tất cả những con chó đó em hầm chung một cái nồi hết thì em đặt tên đặt chung nó một cái thôi, đều là chó. Ok chưa? Ngọn hắn đang em cười gì mày, tí bố mà đuối mà ra giờ đó. Ví dụ cụ thở, đúng rồi. Đúng không, giờ nhà em nuôi năm con chó, em kêu đặt tên nó là Tèo, kêu Tèo, anh em con chạy tới hết, đúng rồi. Ở đó chưa hiểu rồi. Em không có thể Italy hả? Không có thể đó hả? Em dùng cái gì mà không có, cái này VS Code thì mọi người ai cũng như nhau mà. Đấy, bữa sau nhớ ai kêu Tèo Tèo con chó thì nhớ lại cái thẻ B này chia ghế cho tất cả nha. Yên đậm tăng não luôn đó. Cô cười gì vậy? Thì tôi rất là im nhiên đó em. Ngày em dùng này lên Google em search cái phong style này. Trong cái chị đấy này em tìm trong WB School này. Đấy, trong này có Norman này, Italy, Oliway, thùm lum hết trong này này. Ok chưa? Ok rồi nhé, còn ai không hiểu cho phím 1 đi nhắn lại này. Anh in đậm nó không biết kho mới dùng được cái chỗ in đậm gì thằng Hiệp mà vô sâu mày hiểu cái gì thôi cô độ mà làm tới lớp 6 rồi còn hiểu gì nữa. Đấy là số 2 được nè, cái chỗ in đậm nó không biết kho mấy dòng đều ấy anh thì em sửa thôi. Ví dụ như em muốn in đậm cái chữ em này lên thì em sửa cái này lại, tại vì anh không ngồi đánh mà ngồi chỉnh tiêu tiết thì tự em chỉnh lại nhé. Giờ hiểu mà đúng không, ví dụ rõ ràng nhé, còn gì nữa. Em dùng thẻ center như bài thơ Lục Bác ý anh thì em đừng dùng thẻ center nữa. Đúng rồi, hoặc là anh cứ ghim tí nữa nó mà render xong thì anh ghim trong nhóm Zalo em vô đó em kiếm nhé. Độ nó không hiểu gì thôi, nãy giờ phí công nó đuổi mà ra nha. Nó từ từ thôi hả? Vì em muốn ở đây giữa, kia giữa thì em đỡ như thế mà. Anh đúng là việc cứu tinh hả? Hồng Anh nói hay nè. Để em hôn cá nha. Hôm sau sẽ học vào tết kinh dấu văn bản và không cần dùng center ở kỳ dũng. Đúng xấu bạn. Rồi, tiếp tục quên lớp 4 nha. Lớp B đơn giản quá. Lớp B ai có vấn đề gì nữa không nhờ? Ai vấn đề thì hỏi luôn nè. Đổi về lớp 4 nè. Rồi, về lớp 4 thứ 1 nè. Em muốn lấy cả hai cái ID chung một CDS như thế nào anh? Kiểu như độ 1, độ 2 ấy. Thì em dùng cái cách của em đang dùng hướng được đấy. Đây, ví dụ như muốn CSS độ 1, độ 2 chung một màu thì em dùng độ 1 này. Em phẩy cái này, xuống này em chấm độ 2 này. Đấy, dùng cái cách này nhé. CSS chung thì dùng cái cách này nhé. Thì mỗi lần có tất cả cái gì trong hai cái ngạch này thì nó áp dụng cho hai cái class này.
bao giờ anh tạo Google Meet tiếp hả? Thì nếu mọi người muốn thì một tuần sẽ có một cái nhé. Mà cái gì trước đâu nó thằng Biên này mà bày không à. Nó mà vậy nha. Ok, bắt đầu mình chuyển qua lớp 4 nha. Chuyển lớp 4 lên số 1 đi. Anh học anh gì vậy hả? Anh đề cấp nha em. Anh không học gì cả. Cô thay anh vô đó. Một tí nữa cô trẻ cho anh em chụp. Vậy các bái. Thế giải xong 2-4 lớp rồi anh livestream bán đồ quần áo tụi đứa ủng hộ nha. Là tiếu à. À ok, sang lớp 4 nha, nó khùng nó điên nãy giờ. Cái này. Dạ. Tình dạng động thơ như sau. Hãy tiếp tục mình dùng sai hồi nãy này. Đây, mình quay lại bài 1. Đó mình lấy lại cái bài sau, đó mình làm cái lớp 4 nha. Mọi người đã copy paste đây không được nha. Cho cái này nó nhỏ lại đi. Không, code bên này cơ. Ok, lớp 4 nha, mở lại anh dùng lại cái bài này anh làm lớp 4 nha. À, đặt định lớp 4 nè. À, bổ sung bài thơ sau lớp 4 theo tình dạng. Thì mình đổi phong cho cái bài này nè. Thứ hai là phong nó to hơn nè. Cái bê vực brushing là cho nó rộng hơn nè. Peter Sebastian là khoảng cách giữa các chữ nó to lên một tí này. Lê hay là cái độ cao của chữ nó to lên một tí này. Ok, mình làm từ cá nha. Hồi nãy người ta dùng thẻ em á, để trong cái đoạn văn này nó in nghiêng ấy. Thì bắt đầu lúc đầu mình có dùng mới lại cái style này. Mình có dùng cái italic này đã in nghiêng rồi nên không cần cái thẻ em nhé. Mình phải định dạng tiếp tục cho thẻ B cũng được nhé. Rồi thế B mình đổi về phong này copy paste vô luôn cho nó mau nè. Anh bày cái này làm cho nhanh nhá, cô Trân đừng chửi anh nha. Ai muốn xì đấy muốn phong 20 thì dùng cái này. Còn ai rảnh thì ngồi gõ không được, muốn gõ thì Sebastian 2 pixel. Letter Sebastian 1 pixel. Đấy, mình chỉ cần làm theo yêu cầu của họ thôi. Mình giải thích từng cái thẻ rồi đó, sau này sử dụng lại 25 pixel. Rồi, ra ngoài kiểm tra này. Đấy. Nó đổi về phong khác hơn này. Phong nó cũng to hơn rồi này. Hay là hay nó cũng to hơn rồi này. Em chục rẻ quá anh hả? À? Anh làm đam mê mà. Muốn 9.000 lụm nha. Ai hát đi cô tặng em phân 13. À, tí ai mở cam hát một bài nha. Chủ như 5 người thì mình có 5 người dùng giveaway 2 cái iPhone 13 nha. 10 người thì 3 cái. Anh cũng đụng cái đó. Anh đúng là con cô Trưng không? Có mình. Không không, anh không phải con cưng cô Trưng đâu. À, anh em ruột đó, những thị Thanh Dũng nha. Nhận gọi là cô Trưng Dũng đó, đổi tên nè. Anh bán hàng hả? À, anh đề cấp cũng gì anh cũng bán hết em. Anh làm à, đề cấp nên muốn mua gì hỏi anh có hết, bán đất, bán đồ. Cái gì anh cũng có hết nha. Ok, cái đời đã mất tiêu rồi. Rồi. Trong nhóm bắt đầu định dạng cho H2 này. H2 là cái thẻ hồi nãy của mình này, cái thẻ to to này. Nãy mình dùng HB đúng không? Nó mất cái tách 3-2 đi, mình dùng 3-1 này. Này HB thì mình chỉnh cái này là thành H2 lại này. Rồi. Mình sẽ báo cho định dạng cái thẻ H2 này. Rồi bắt đầu mình quay này mình cũng mở tiếp tục cái H2. Cái H2 là cái chữ sao hồi nãy đó. Nếu mà thẻ thì mình gọi trực tiếp luôn, không cần thanh hoặc là dấu chấm nhé. Hai color màu trắng này. Thôi mình gõ đi chứ ngồi copy cô chửi á. White anh phải này. Text shadow đổ bóng cái chửi này. Không này nên pixel này, text này. Rồi định nghĩa sẽ đế cho body. Body là tất cả, body là cái thể này nè.
để thấy body này. Hiện tại đang đọc hết tất cả trang web thì mình định dạng cái thẻ body này nó sẽ dạng hơi tất cả trang web nha. Đấy, bắt đầu body cũng gọi thẳng tên, không cần phải chấm phẩy móc quéo gì nha. Rồi body là test align center, anh copy paste đi, còn ghi đây align center. Ok, đây coi thành quả nè. Đấy, ok chưa, trong bài một liền nhà Trần thấy local sưng kìa. Anh sao chép từ bên kia sang cho nhanh đi anh, chứ anh gõ mất thời gian hả? Nói nhỏ nhỏ tí cô tắt đầu mấy giờ đó. Gõ đi cho quen nha. Xem anh làm cuốn thật sự hả? Cuốn ôm hôn cái ấy. Anh ơi em lót chưa kịp, anh để xong bài rồi hả? Anh thấy anh thích có tiền anh. Thôi cụ. Thôi, đâu. Làm lại nha, làm lại nha. Anh lấy xí số làm lại nha. Đây, mình đặt đa bài này. Đa bài định dạng CSS cho cái bài này. Thì bổ sung code cho cái CSS thôi. Ví dụ như người ta đang bắt mình đổi về phong mới này, để đổi cái mong spawn cap này. Mình cho phong chữ nó to hơn này. Nếu mình đang CSS cho tất cả động văn thì mình CSS cho trong thể B này. Để mình có cái phong variant gì này, spawn cap này. Bắt đầu mình cho cái phong size này nó to hơn này. Phong size 20 pixel bình thường, hình như mặc định của nó là 16 pixel hay sao đấy, mình cho 20 pixel để to hơn một tí này. Dùng gục rắc gục sắp xin này chắc là cho độ rộng của cái từng đoạn đấy. Còn letter sắp xin là tăng khoảng cách giữa dòng chữ, giữa các chữ đấy. Chữ sao thì có bê chữ, letter sắp xin này sẽ cắt bê chữ để to hơn một tí nè. Đây, hay là cái độ cao của cái chữ đó nè, dạng nó ra như này. Đấy, gồm có 5 cái của yêu cầu của Alex. Để xong rồi mình chỉ cần copy paste vô thôi. Ok chưa? Cái đó ok chưa anh ơi? Sao chữ sao đờ bình nó sáng vậy anh? À, đây nè. À, đây nó cũng đang sáng rồi, thấy chưa? Thấy không? Nó không sáng như anh vậy đó. À, đây em nhìn cái chữ sao đó hiện tại đang là thể H2 đúng không? Thì em chuyển color nó qua cái màu trắng này. Bắt đầu em chăng cái test shadow này là người ta nó đổ bóng á. Đổ bóng thì cái test shadow này muốn tìm hiểu sâu hơn á thì em cứ tìm tên này Google, em cứ search là test shadow. Cần sẽ đẹp. Đấy. Thì lần này em tìm cho nó đổ bóng hay nó phát sáng hay là nó nhảy múa hay nó múa lửa thì lần đấy em tìm hiểu nha. Ok chưa? Rồi, bắt đầu mình test align center cho thẻ body này. Thẻ body là cái thẻ đang đọc hết tất cả trang web mình nè. Cái thẻ này nè. Đây, thẻ body đây. Đấy, hiện tại nó đang đọc hết tất cả trong web này này. Nhưng mình dùng cái thẻ body, mình dùng test align center thì tất cả những cái này. Thay vì mình đi CSS từng cái của dùng H2, test align center, thẻ B, test align center thì mình dùng cái thẻ lớn này mình đang đọc hết tất cả trong web này thì mình test align center một lần đây là được. Hiểu chưa? 0.5 thôi anh ơi à. Vẫn chưa hiểu mà. Anh sao có dám mời cô Xuân đi nhậu không ạ? À? Em sợ anh không làm được. Câu này khó nha. Anh sợ cô Xuân uống không nổi thôi chứ anh không làm được. Em tin anh làm được. Thích thì bữa đó em đi với anh. Cho mày nghẹn ngứa luôn chứ mà thách thức. Hôm qua mình mới hẹn Tâm Hồng nha. Bạn nào muốn tham gia thì tham gia nha. Mùng 7 Tết này thì mình có đi học đúng không? Nếu mình xem lịch này mùng 7 Tết này đúng là thứ hai đúng không? Thì tối thứ bảy đi cuối tuần nói chuyện về team đi thì các bạn nào đi ăn Tâm Hùm ơi, cô Xuân mời nè. Thấy mấy bạn nay họ chỉ hết mà nhưng không chịu học sao? Đúng rồi, ai ở Sài Gòn thì cô Xuân mời đi ăn Tâm Hùm nè, còn ở Hà Nội thì thôi đáng chịu nha, tí live stream ăn cho mọi người xem nha. Đèn nắng bay vô hôm nay được, đèn nắng bay vô. Còn nhớ như con gái á thì cô la chỗ anh thì anh la chỗ ngủ, còn con trai cỡ tụi mày. Anh ship một phần không anh hả? Không, đi ăn gặp mặt nhau uống bia uống rượu vui chứ. Mùng 7 Tết vài năm nữa anh ạ.
Đúng rồi, con gái thì cô Sơn lo cho anh lo cho ngủ, còn mấy anh trai cỡ tụi mày nha, ngủ gầm cầu, ngủ đâu cỡ tụi mày. Những khi được ăn free, còn con mùng này còn Tết, đúng rồi, mùng 10 đang là dừa. Tôm đất cũng đi. Ok nha, thế thì ai mà ở trong group thì nán ở lại tới mùng 7 Tết nha, tại vì group này chắc còn hoạt động đến que Tết mới thi mà. Lê Văn Tiên mua tác giả đội hả? Mày ghê quá mày ơi. Mùng 4 lên hả? Mình chưa sớm. Anh ở Phú Yên à? Không, anh ở Bình Định. Phú Yên gần Bình Định. Lát anh nói cách đọc bài. Ok, làm xong cái lớp 3, lớp 4 thì chỉ mọi người cách đọc bài lên AMS nha. Chỉ cách hát EJT đi anh. Này nó ảo game sao không rồi? Đuổi mà reo quá. Em sẽ kế thừa fan của Sơn. Thôi anh hết làm fan rồi, anh làm em ruột rồi, anh chuyển rồi. Học xong 10 lap nữa có chữa được thêm có nha. Anh không sửa hết 16 lap đâu, thì những cái lap sau thì mọi người tự làm nhé. Anh sẽ làm anh sẽ sửa đẹp cho mình cho mọi người nhé. Nhưng buổi sau mọi người quen hết code rồi, mình bắt đầu vô làm lại cho mình luôn nhé. Lại anh mượn lại mấy cái đề thi của năm ngoái, mình gần thích cái thi thì mình lại livestream giải đề, hoặc là thằng nào muốn nghe rõ hơn thì mời anh đi quán nhậu anh giải hết tiếng hay tiếng hồ luôn. Anh chỉ em bài học online đi học sao hoài hả? Ờ em biết có thôi chứ học mấy anh ngu lắm, nói ra tay cười đó. Vâng, vợ với yên tâm rồi anh, cứ mọi người cứ theo dõi trong group nhé, mình sẽ cố gắng đưa mọi người quen được cái môn này nhé. Còn ai mà được 9 điểm 10 thì kèm 1-1 không anh? Kèm 1-1 không anh? Em chỉ anh cách tán gái hả? Giỏi vậy ta. Tán gái thì mình đi lo học đi con này. Anh có đăng lại có nha. Thôi tiếp tục làm cho xong bài 2 cho mình xong lớp 4, tí mình chuyển qua nội dung khác nha. Và bài 2 tạo trang web với các liên kết như sau, thì mình nhìn vô đây thì mình sơ sơ thì mình dúng cái bài B của cái lớp 2 đó. Ok, rồi bắt đầu mình dùng làm bài 2 nha. Mình tạo cái file mới nè. Bài 2 của cái lab 4 rồi. Tiếp tục. Rồi mình cũng ship số 1 rồi đi đó, tấm thang mình lại enter nha. Xuống dòng này. Lại tiếp tục tạo một file mới nha. Gặp lớp 4 thì cũng được, thì cái này mọi người tùy đặt tên mọi người nha, thích đặt tên gì cũng được nha. Rồi mình lại y chang như cũ, mình sẽ link cái CSS này vào CSS. Rồi nãy mình có ghi là style.lớp4 thì mình sửa lại cái tên này được. Style.lớp4. Ok, nhắn vô vào thử năng chờ, đúng rồi, nó nhảy vào cái này thì đúng rồi này. Bắt đầu này, nhìn vào thì có một ảnh với lại hai đường gạch. Ok, đây mình thêm cái ảnh trước nha. Thêm ảnh thì có mình thẻ IMG này. Thì nếu mọi người không muốn lưu ảnh nặng máy thì dùng ảnh trực tiếp bên Google cũng được. Logo FPT này, đây logo của trường này. Mình qua đại học nữa nhờ, mình giỏi rồi. Và những cái địa chỉ ảnh thì mình bỏ vô trong cái dấu hai nháy của link SRC nha. Bỏ tất cả vào này. Rồi bắt đầu quay mình ốc mình with live server để mình xem này. Đấy. Logo nó hơi bị to đúng không? Rồi mình sẽ có một thuộc tính đơn chỉnh nhỏ lại đó, mình with thì cái thuộc tính này mình bữa trước mình nói chắc 80 lần rồi nên nói lại không cần nói lại đâu nha. Chỉnh lại là 250 pixel cho nó nhỏ tí này. Đây nó vừa tầm rồi nè. Bắt đầu nhìn tiếp cái đờ nha. Ok, tới tiếp tục là hai cái đường gạch dưới. Thì hồi trước mình có nói đường gạch dưới lớp 1, lớp 2 mọi người làm nhiều mà cũng quen cái thẻ là thẻ HR rồi. Hai cái đường gạch dưới. Đấy. Rồi, tất cả cái gì trong menu thì mình bỏ trong hai đường gạch dưới này. Đây, tạo danh sách liên kết này, ở dưới này nó có sẵn luôn này, tụi bay copy vô là được nè. Trời ơi. Đây. Thấy chưa? Giờ nó ra trang chủ rồi này. Tiếp tục
nhân đo cái thể này lên, tiếp tục dùng cái hồi nãy như mình copy động thơ ấy, thì bây giờ mình copy cái này tiếp antalat muốn ta đi xuống nha, 1 2 3 đấy phải không, 4 lần thì mình chưa mất cái này thôi. Ví dụ trang này trang giới thiệu, chưa lại cái này trang giới thiệu này, đấy đây là trang gì đấy, nhìn cái đời này. Đây đây anh xóa, đây anh làm lại nha. Y chang như mình dùng cái động thơ hồi nãy mình bôi đen cái lúc mà mình cần sao chép nhiều này, mình dùng cái phím shift cộng alt cộng mũi tên đi xuống này một lần này, ok, một cái này, cái thứ hai này, thứ ba này, bốn này, ok chưa? Đây mọi người làm được chưa? Bé anh em tôi kiếm người yêu đẹp trai tới đuổi này ra nha, mốt nào đuổi này ra cái này. Rồi bắt đầu mọi người nhìn theo cái lát mình chữa tên thôi. Cái đầu tiên là trang chủ, cái thứ hai là giới thiệu như này. Cúp lại liên hệ này nó chậm chậm tí để tí như đứa nó tắt. Liên hệ. Với chữ cho em rất hòa tí nó bắt gọi trên tẻ này. Cúp ý này. Cúp ý. Cúp lại cái giải đáp này. Hỏi đáp này. Hỏi đáp. Ok rồi, đây mình kiếm tre nhé. Đây, trời nó y chang cái lab luôn. Rồi, này là xong phần HTML rồi nhé. Mình giờ mình đi CSS là được nhé. Tắt cái này đi. Tắt đi. Đây, dưới này nó có nói này. Định dạng cái menu với cái thẻ E. Rồi, từ từ. Tắt cái này đi, tắt cái này đi. Bắt đầu nó định dạng này. Hồi nãy mình tạo một cái class tên là menu, thì bây giờ mình qua đây mình gọi là tiếp là dấu chấm rồi menu đúng không, rồi mình sẽ cho thẻ A trong cái menu á, thì mình sẽ cho cái này trong cái menu này, thì mình trực tiếp một lần nữa là dùng cái mũi tên đến thẻ A là những cái thẻ A nào mà trong cái menu này á, thì mới được sẽ thôi. Ví dụ như ở ngoài này mình cũng có ở nào mở đít không đóng đít này, mình cứ đít lại đã. Rồi ví dụ những ở ngoài này cũng có nhiều thẻ A đúng không, thì bình thường nó sẽ không được CSS, tại vì mình gọi cố định nhưng nó chỉ thẻ A nào mà trong cái menu này thôi, hiểu không, nó có bị nhanh quá không, không anh u mê gì đó, ngại hả, chơi ngại hả, khúc này lú thì nó lại nha. Ví dụ như thường sau này mình có trang web thì đâu phải chỉ có cái ảnh những cái menu không này đúng không, sau này mình sẽ có nhiều thẻ A bên ngoài này, nhiều cái thẻ bên ngoài nó chậm nó làm sao khó quá ta. Anh là chuyển tiền này. Thì nhiều thẻ như này thì mình chỉ muốn chia đế cho thẻ A này trong cái class này menu này thôi. Thì mình sử dụng cái thuộc tính là gọi cái tên menu đó ra, mình thêm cái dấu này và thêm cái chữ A này vô. Chữ ít càng ít người học về lém anh giảng càng chậm càng tốt hả? Thì trong web thì nhiều thẻ A thôi, nhưng mà tụi em muốn chia đét những cái thẻ A này trong cái class menu này thôi á, thì mọi người dùng cái cách này nhé. Đầu tiên là gọi cái class kia trước, rồi tiếp theo là mình dùng cái dấu mũi tên đó, rồi tiếp tục đến cái thẻ mình cần chia đét này. Mọi người mở đóng gạch nhọn cho nó này, rồi nên là mọi người có bên này yêu cầu chia đét gì. Cái này là phong spawn cap này, y chang hồi nãy Dũng nó nói qua rồi, là mình đổi qua cái phong khác. Cái thứ hai là mình đổi cái màu nó là màu xanh dương. Cái thứ ba là đổi cho nó không còn cái gạch chân nữa. Bây giờ mình ghi này, copy cho nhanh nè, copy ai cũng biết copy hết nè. Rồi cái lời là blue. Rồi tiếp theo là tới test version là non. Rồi đi xem kết quả nha. Đây đây là, nó lại đổi về cái phong khác rồi này. Thứ hai là nó đổi về màu xanh dương rồi này. Thứ ba là nó không còn cái gạch chân ở dưới nữa này, bởi vì đó cái chân ở dưới nó hơi xấu đấy. Ok chưa, hiểu chưa, anh Quyền đã hiểu rồi nè. Ai hiểu được phía một nào cũng không thì giải lại này. Đấy, hiểu này, tiếp tục nha. Giảng lại đi anh hả? Giảng lại chỗ nào, khúc nào bây giờ? Em muốn giảng lại khúc nào?
hiểu sương sương nữa. Anh chụp cơ lại trong nhóm đi hả? À, tí nữa cuối buổi anh sẽ chụp lại hoặc là em coi lại cái record này nhé. Đăng lại dòng thứ ba là cái dòng thứ ba là cái nào ông nội? Hỏi câu khó ấy. Cái này hả? À? Là cái này. Record tí nữa xong buổi thì em tắt cái record này nó render cái dòng này hả? À? Color blue mà không biết hả mày? Color blue là cái màu xanh dương thôi, có gì đâu. Sao lúc gặp còn 5 giờ đây nữa, tại vì bên các bên digital dán lại cái chỗ menu đi anh hả? Ok, dán lại cái bên cái menu nha. À. Thường thì bỏ tất cả cái thường cái menu thì mình sẽ dùng tại menu mình thẻ A này đúng không? Mình muốn dùng cái thẻ đít này để mình đọc tất cả các thẻ A này lại, sau này đó mình sẽ để cái menu này thì tất cả các cái trong nền thẻ A này đều được ăn. Thì mình dùng cái đít mình đọc nó lại, kiểu như mình đọc cái nó một khối tách biệt cái mắt cái này đấy. Nghe bảo có anh đẹp trai nên vô hả? Trong này anh nào cũng đẹp trai hết em. Thay đít bằng bơ được không anh? Không nha em. Bơ là nó chỉ là nằm trong một cái đoạn văn bản cái kiểu này thôi chứ. Nó không đít thì nó dùng đọc chứ không bơ được không đọc nha. Mọi người bắt buộc phải đọc bằng đít nha. Quay vào hôm nữa thì mọi người học thêm mắt thì mới thấy header thế never, ví dụ như chuyên làm menu thì có cái thẻ never này đó đọc lại này. Mọi người chuyên học thì mọi người đọc bằng cái thẻ nick này nha, đặt cái đọc bằng cái nick này rồi đặt cho nó cái tên rồi sau này mình gọi cái tên nó ra đó mình ấy thôi. Ok nhé, tiếp tục nha. Rồi mình đổi cái phong với lại cái màu với lại các cái gạch chân rồi này. Rồi nhìn cái đờ tiếp theo là cái thẻ menu, cái menu này mà visited sẽ đổi với một sẽ lấy cây này. Copy lại cái này cái này đấy. Cái này thì mọi người gõ theo của hướng dẫn lát nha. Rồi đổi mình thành lấy cây này. Color green này. Yellow green cũng được. Rồi đổi với cái thẻ hover này. Cái thẻ hover này sau này chắc mọi người dùng nhiều đó. Cái hover cái nghĩa là sao? Khi mọi người di cái chuột vào này nó sẽ đổi màu hay là đổi phong hay đổi size theo mọi người sẽ test nhé. Thì menu này vô cái thẻ E rồi hover cái thẻ E đó này, rồi di chuột vào thẻ E đó thì mình muốn nó như nào đó, color nó đổi màu đỏ chẳng hạn, thấy mình đây đổi là đổi màu đỏ này. Thì sau này cái hover này mọi người sẽ dùng nhiều đó. À, còn gì nữa không? Đối với màu đỏ về cái text resolution này underline là nghĩa là ta nó quay lại giống gạch chân ở dưới này, underline gạch chân. Rồi đây. Rồi. Ok chưa? Còn cái visit này là khi mà click vào á thì nó mới đổi cái màu xanh đó ha. Còn giờ đổi lại màu xanh dương thì chịu đó. Để đổi sao cô? Đổi cái này à. Đó, đây, cái mấy đứa nó hay hỏi cái này mà em chưa biết cách đổi này. Tại vì hồi giờ em không có dùng. Đó, mọi người quay lại đổi này. Đấy, nó lại xanh một tháng rồi này. Hay quá, vỗ tay cho cô Sơn đi. Kiến thức mới. Chuyển vào từng cái menu hả? Cái đó thì anh chịu đó. Nhấn lại chỗ đó được không anh hả? Nhắn lại, muốn nhắn lại chỗ nào? Thanh E hả? Thanh E là chỗ nào đâu? Dòng bao nhiêu? Sau khi mấy bạn để là thăng 1, thăng 2, thăng 3, thăng 4 tức là nó khác đường link với nhau thì mỗi lần mà nó chỉ chuyển có một link thôi, còn những link khác không chuyển nha Hiệp. Ví dụ như cái này thì anh đỡ cái link Facebook của anh đúng không mọi người? Ví dụ như cái này thì anh đỡ cái link Facebook của anh rồi w.facebook.com. Ví dụ mọi người click vào cái link này rồi mà mặc định là người ta đã tới cái link này rồi chứ anh muốn không muốn nó màu xanh dương thì anh đổi cái link này thành cái link Zalo. Chat chấm Zalo.net thì ví dụ vậy. Thì link này sẽ quay lại trạng thái ban đầu, là chưa ai nhấn vào hết thì nó sẽ không còn cái màu xanh lá cây như hồi nãy mà
Visited vào nữa. Ok chưa? Còn thằng 1, thằng 2, thằng 3, thằng 4 này ra tiền của chân này đó. Các bác khỏi của chân nha. Ok anh ơi. Quá đỉnh. Anh nói lại thẻ đít khác thẻ B chỗ nào đi hả? À, thường thì thẻ B nó dùng để mình bỏ một đoạn văn bản vào. Còn cái thẻ ít thì mình dùng ở các cảnh khác, nhưng mình đọc một số cái này, thành phần này đó mình đi CSS. Bây giờ bao nhiêu lát vậy anh? Bây giờ 2 lát thôi. Ừ, muốn tuần sau làm assignment luôn thì tuần sau làm assignment luôn cũng được. À, mọi người nên đăng ký chủ đề assignment nhưng về bán hàng, bán quần áo hay là bán đồ ăn ấy, thì mấy cái đó nhiều người làm ấy, sau này mọi người tham khảo thì dễ hơn đấy. Ok, còn vấn đề gì không nhỉ? Ừ, hoặc là đổi hình khác, ví dụ đổi hình ảnh vào cũng được. Cho anh kia học đại học RMIT mà còn khen anh kia. Đúng rồi, ở trước anh cũng tính học RMIT đó chứ, nhưng cô Sơn vậy bên cao đẳng FPT này nên muốn quen bên này anh học đấy chứ. Tuần sau ad vẫn ngon anh, ok nhá. Mọi người ráng cố gắng cơ bản cái HTML CSS thì tuần sau mình làm bạn xem mình luôn nha. Hãy bếp coi thì có thằng nào chiếu mình đăng tiếp blog nó này. Thẻ B sẽ cắt ra khoảng trống ở dưới này, thẻ B sẽ chứa một dòng thôi. Mấy bạn muốn nó cách khoảng trống thì nó cách, còn nó không thì mấy bạn có thể thay đổi lại được nha. CSS làm được hết. Cho nên thẻ B với thẻ div nó chỉ khác nhau mỗi ý nghĩa thôi. Còn nó anh quay lại cho em xem tiếp được không? Ok. Nó lại cót nha. À thấy giờ anh chị HK này biết giờ anh làm gì nữa không? Giờ anh live stream bán quần áo này, ai mua quần áo tết chưa? Em muốn coi bói không, chụp chị Tây này. Anh làm sao mà nó lóc luôn chàng là Bolicander đó thì làm nha. Đang lại chiêu đó nha. Đang lại chiêu đó ai cắt mày. Nghĩa ơi sao Nghĩa ơi? Nghĩa có đó không Nghĩa? Nghĩa là tiêu xong nó đi ngủ tiêu rồi. Anh chào em đi cho các bạn trầm trồ anh ơi. Cái tên mà khó đọc quá vậy. Tên đoan hay tên đoạn đó? Dọn hả? Nguyễn Văn Đoàn, à Đoàn. Hãy chào Nguyễn Văn Đoàn nha. Cái công nghiệp quá vậy. À đúng rồi, giờ mình không làm cách một bài tên LMS nha. Ok. Đây, nãy giờ, ví dụ như nãy giờ mình làm lớp 3 đúng không? Thì như này nè, bắt đầu mình sẽ nén nó lại nè. À, mọi người dùng cái này này, mình học ngu tiếng Anh mới đọc sợ mọi người cười, nhưng mà dùng cái hình này nha. Đây, ví dụ nãy giờ mình làm lớp 3 đúng không, thầy yêu cầu mình làm lớp 3 thì mình như này, bắt đầu mình đọc cái mẹ số sinh viên mình vô này. S16793 đây, số sinh mẹ số sinh viên của anh nha, nào gặp anh thì đừng có quấn nha. Đấy, bắt đầu mình đặt tên lớp là lớp 3 này. Ok, đấy là nó ra cái file, nó phát sinh cái file như này đúng không, mọi người đem được cái file này là được nha. Anh làm thầy giáo được rồi anh ơi, sánh vai cô Sơn luôn thôi. Làm giáo viên cho cô Sơn giàu lắm, anh chị không nói đâu. Ai giáo viên ba học sinh yên tâm hùm à, mọi người lóc vào nha, lóc vào cái em bé của mình nha. Anh ơi cho em hỏi cái lớp 4 mà hai em nó đổi màu mà bị lỗ anh chị em với. À, từ từ anh chỉ cách một bài xong rồi em lái lên thì em chỉ cho nha. Còn mọi người vào cái lớp của mình nha, thì lớp mọi người vẫn khác nhau, đừng vô chung lớp của anh thì được. Ví dụ như xây dựng trang web, xây dựng. Nên mọi người nếu mà tìm lớp hơi khó thì mọi người bấm Ctrl F đúng không, nó hiện ra cái box tìm kiếm này, mọi người gõ cái tên lớp của mình vào là được nha. Đây trời ơi, nhiều thầy cô đang dạy nè, có lớp cô Sơn vô nộp tạm này.
À đây, lốc câu chân em mình join lốc vào này. Đấy thì câu chân đang bắt nộp lắp này. Rồi như lắp 3 này, mình hand in này. Mình chọn cái tả lăng FC này, mình add file này. Đấy nó hiện ra cái file hồi nãy của mình này. Đó rồi, ở bàn làm việc này. Ai xây dựng trang web của mình hồi nãy mình lưu này. Rồi cái lắp B của mình trong này này. Rồi mình bảo này, rồi mình chờ tí. Đấy, như này là nộp xong rồi này. Ok chưa? Anh có đăng lại bài trên group không anh? Bài gì đó? Có một anh đăng lại có một bài đó cho thành viên bên cái nhóm 2 đó. Kim Diệu. Ở này không vô hả? Ở trong Hồ Chí Minh ghi rõ tên thầy cô chứ ở ngoài Hà Nội mà ghi tên lớp thôi. Thì ghi cho biết cái bài của thằng nào chứ ai đi cắt bài thằng khác nộp bài thì sao? Đúng không? Không, bạn ấy nói là lúc mà cái tên lớp của em đặt có thua luôn họ tên giáo viên á. Thì ngoài Hà Nội không có ghi cái đó. À đâu, tên em mà. Ở kìa. Cái tên lớp nộp mà, mới nãy em mới nộp lớp của cô dạy đấy. Cái đó thì do hệ thống trường nha, không phải anh, đừng bắt bị anh, tại Hà Nội đông sinh viên quá. Cái đó cái gì em feedback lên cho trường nha. Kêu là Hà Nội với Hồ Chí Minh này khác nhau mà không chịu. Ok, hồi nãy bạn nào ở bên đó, bạn Hiền bị lỗi, bạn xem màn hình lên được không? Tối tâm này ở nhà khỏi nhóm này ông ơi, làm cái gì đây? Hiền ơi. Đấy, Hiền xem màn hình nữa rồi kìa. Tụi mày coi đây nha. Vậy xem, em quay lại file CSS em xem nè. File CSS của nó đâu? Chấm menu thì hai chấm hover. Rồi em quay lại cái HTML anh xem là em tạch tên đúng chưa nè. Quay lại cái HTML anh xem. À, cái đích của em phải đặt tên là class.menu, class bằng menu thì lúc sau em chia nó mới ăn nha. Em thấy cái thầy đích ở dòng thứ 12 không? Đúng rồi, em phải đặt cho nó một cái class cái tên là menu thì tại vì trong kia em chia đích nó là cái tên menu mà. Rồi, cách ra tí. Cách ra rồi em ghi chữ class. Rồi enter luôn các hiện rồi kìa. Rồi em ghi chữ menu. Rồi em lưu lại em ra trong web mình xem là nó ok chưa nè. Rồi em hover vô. Đấy, ok chưa? Rồi. 10 điểm. Đây để bài đi đọc vào được rồi đó. Ok, còn ai bị lỗi gì nữa không nhỉ? Trăm người đang có ai lỗi hả? Alo alo. Không ai lỗi hay cô xin hát bài cô? Cô hát từ sáng tới giờ rồi còn gì nữa. Giờ hát đâu có nổi nữa.